Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt ở cửa hàng xe máy cũ nha các bạn. Hiện tại ở bên cửa hàng thì có rất là nhiều các mẫu xe như là Sightseer, Exciter, Vario hay là Winner nha các bạn. Nhưng hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem về một mẫu xe Sightseer nha các bạn. Hiện tại ở bên cửa hàng có hai chiếc. Đây các bạn. Đây là chiếc xe Sightseer nha. Chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc này các bạn. Đó, một cái chiếc xe là một màu đỏ này các bạn. Là mình sẽ quay cho các bạn chi tiết về một chiếc xe này nhé. Còn ở đây có trong cửa hàng có rất là nhiều các mẫu xe khác đây các bạn. Các bạn muốn mình quay về mẫu xe nào các bạn cứ comment ở bên dưới nhé. Đây, do các mẫu xe Winner thì được rất là trong nhà này các bạn. Winner X nữa, Winner V1 cũng có luôn nha. Hay là mẫu xe Exciter 135 cũng có luôn. Các bạn nào yêu thích thì có thể là comment ở bên dưới để mình quay cho tất cả các bạn có thể là xem nha. Rồi, đây các bạn, đây chính là chiếc xe Sightseer nhập khẩu mà hôm nay mình muốn quay cho giới thiệu tất cả anh em nha. Chiếc xe này là một chiếc xe zin hết các bạn, chưa tăng sên luôn. Đây mình sẽ quay cho tất cả các bạn là xe về cái cổ vô nha. Đây các bạn, cổ vô còn chưa vàng các bạn, coi như là như một mẫu xe zin luôn ạ. Đây, về cái lốp trước, đây vẫn là lốp zin nha. Đây, phuộc của xe. Đó, mình sẽ quay cho các bạn xem về chi tiết cục máy rồi xíu nữa mình sẽ cho các bạn xem về đồng hồ của xe nha. Đây các bạn, đó các bạn có thể thấy là một chiếc xe nó mới đến cỡ nào nha, như là mới dắt trong cửa hàng ra luôn. Đó, xe chưa có chảy xước gì các bạn. Đây, xe này chưa có tăng sên các bạn. Đó, chiếc xe này chưa tăng sên một lần nào luôn nha các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem một vòng trước rồi mình sẽ báo giá tất cả các bạn xem nhé. Và các bạn thích xe nhập khẩu thì các bạn có thể chọn chiếc xe nha các bạn. Đây, chưa tăng sên luôn này các bạn. Mẫu xe nhập khẩu này các bạn. Thông số lốp, lốp trước là 70-90 nhá, lốp sau là 80-90. Về các dòng xe Underbond hay là Hyper Underbond thì dòng xe này cái thông số lốp thì rất là nhỏ các bạn. Đây, quay cho các bạn xem về cái mặt đồng hồ của xe nhá. Đây, mặt đồng hồ của xe. Xe này có gắn chống trộm sẵn nha. Các bạn nào mà mua về thì đỡ phải gắn chống trộm luôn. Đây các bạn. Xe này thì mới chạy được có 2000 cây nha các bạn. 2012 km. Đó, cho nó chuẩn xác luôn. Cái mặt đồng hồ này cũng chưa lột. Nói chung là chiếc xe này cũng như mới nha các bạn, không có khác gì chiếc xe mới cả. Về giá thì mình sẽ báo luôn nhá. Chiếc xe này hiện tại có giá bao sang tên cho các bạn luôn. Có giá là 48 triệu nha các bạn. Đó, 48 triệu thì bao sang tên. Có nghĩa là làm giấy tờ chính chủ luôn các bạn, bao hết tất cả luôn. Chỉ có giá là 48 triệu nhá. Đó, các bạn sẽ rẻ hơn với một chiếc xe mới rất là nhiều nha các bạn. Xe mới hiện tại thì chắc là phải trên 60 triệu nhá để bao giấy tờ. Đó, nhưng mà chiếc này hiện tại thì mới đi được 2000 cây số, chưa tăng sên. Tất cả thì vẫn còn zin, mình sẽ nổ máy cho tất cả các bạn xem nha. Đây các bạn, 12 cây số mình sẽ nổ máy cho các bạn xem. Đây, cái nút khởi động này vẫn là khởi động một lần nhấn nhá, nó giống với mẫu xe Raider các bạn. Đó, để cho các bạn nghe về tiếng máy của xe nha. Đây các bạn. Tiếng máy thì nó im nữa các bạn, bởi vì 2000 cây số thì chắc chắn các bạn biết rồi. Nó chưa thể nào mà có hỏng hóc bất cứ một cái gì về máy móc cho các bạn. Nó như một chiếc xe mới thôi. Đó, cục máy các bạn có thể thấy là êm như chó thở nha, bởi vì là hiện tại ở bên ngoài đường là xe đi rất là nhiều nên các bạn có thể là không nghe rõ nha, mình sẽ quay cho các bạn nghe về tiếng bô nha. Đấy các bạn, nghe tiếng bô nha, nghe tiếng bô zin. Nghe tiếng máy luôn. Đó, mẫu xe nhập khẩu và cục máy cũng vẫn là cục máy zin, các bạn có thể nghe là tiếng máy rất là êm nhá. Với cái chiếc xe này mới chạy được có 2000 cây số thôi, nhưng chung là như một chiếc xe mới mà. Đây cái dung tích nhớt này các bạn, 1.3, nhưng mà cái dòng xe này thì có dung tích nhớt là lớn nhất đấy các bạn. Đó, các bạn nghe tiếng máy các bạn biết rồi, tiếng máy rất là êm nhá. Đây, về phần mặt đồng hồ các bạn, nhưng mà chiếc xe này cũng chưa chảy xước gì các bạn, kể cả về cái phần ổ khóa trước này luôn. Đấy, các bạn thấy là nó rất là đẹp. Bên tay trái là có nút còn tắt đèn các bạn, xi nhan, nút còi. Và do mẫu xe này là mẫu xe nhập khẩu nên là sẽ không có nút bật tắt đèn các bạn. Đèn nó sẽ sáng. Rồi, mình sẽ quay cho chi tiết khác cho các bạn xem về cái phần đĩa trước nha các bạn. Đây, cái đĩa trước của xe rất là lớn nhá. Đó, cái đĩa trước rất là lớn với cái heo là 2 piston. Cái cổ trước thì nó rất là dài. Cái động cơ của chiếc xe này thì chắc chắn là các bạn rất là quen thuộc và mình sẽ không giới thiệu nhiều nữa các bạn. Động cơ công suất là 18,2 HP. Được mệnh danh là ông trùm ở phân khúc 150 các bạn. Đây, động cơ DOHC 4 van 6 số nhé. Đó, phiên bản nhập khẩu với phiên bản Raider được phân phối chính hãng tại Việt Nam thì nó cũng giống nhau các bạn, giống nhau về cục máy nhé.
Còn phiên bản Sachin này là một phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc từ bên Indo các bạn. Còn phiên bản Rider thì vẫn nhập khẩu từ cục máy. Còn các chi tiết khác thì được người Việt Nam lắp ráp nha. Đó, Sachin thì được nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Sachin với Rider thì chỉ khác nhau ở bộ tem thôi nha các bạn. Mình cũng đã nói rất nhiều ở những nhiều các video cho các bạn xem rồi. Đây, cái phần đầu đèn của xe các bạn. Các bạn nào yêu thích thì có thể mua chiếc xe này các bạn, hay các bạn có thể để lại comment ở bên dưới nhá. Chiếc xe này nói chung là như một chiếc xe mới luôn, và mới giá thì 48 triệu thì đã bao gồm hết giấy tờ và phí cho biển số rồi nha các bạn. Đây, về phần cái chi tiết lốc máy. Đây các bạn, cổ bô thì nói chung là nó chưa vàng nha các bạn. Vẫn còn nguyên màu đen luôn, và mới 2000 cây số thì chắc chắn là mình không phải giới thiệu nhiều đâu. Đây là hoàn toàn là zin hết nha các bạn. Đó, cần số của xe, cần số zin là cần số 2 chiều cho các bạn. Các bạn không thích thì có thể là độ lại 1 chiều nhá. Đây các bạn mua chiếc xe này thì về thì các bạn bao sang tên luôn với giá là 48 triệu có cái ba ga titan sẵn này các bạn. Các bạn đỡ phải độ nha. Đây cái tem Sachin. Các bạn chạy mẫu xe Sachin thì nó sẽ chất hơn là mẫu xe nhập nha các bạn. Đây cái sên sợi sên của chiếc xe này là có phốt cao su nha các bạn. Nó rất là bền, mình cảm thấy chạy tầm độ mấy ngàn cây mà không phải tăng sên các bạn. Đây chiếc xe này mới chạy có 2000 cây nên là sên vẫn chưa tăng các bạn. Đây các bạn có thể thấy là ở cái cốt tăng này vẫn chưa tăng nhá. Có nghĩa là chưa mở luôn. Đó các bạn có thể là thấy là nó như một chiếc xe mới. Tất cả đều zin hết cho các bạn. Đây đuôi đèn sau. Chiếc xe này thì được nhập khẩu nguyên trước các bạn. Xi nhan trước sau thì nó đều tích hợp vào bên trong. Và các bạn nếu mua các mẫu xe Rider cũng có thể tích hợp giống cái phiên bản này nha các bạn. Đó, đều là zin hết. Về cái bô các bạn rất là đẹp nhé. Và chiếc xe này Sachin các bạn thích có thể là mua cái màu đỏ nha các bạn. Màu đỏ các bạn thấy cái tem rất là đẹp này. Này các bạn rất yêu thích cái động cơ của chiếc xe này. Động cơ thì nó cũng giống như mẫu Rider nha các bạn. Rất là mạnh mẽ, động cơ công suất là 18,2 HP nha các bạn. Đó, các bạn mua xe cũ thì nó tiết kiệm chi phí hơn mẫu xe mới. Mẫu xe này là 48 triệu bao hết giấy tờ cho các bạn. Còn mẫu xe mới ngoài 60 triệu thì các bạn sẽ rẻ hơn được mười mấy triệu nha. Đó, rẻ hơn mười mấy triệu mà chiếc xe này mới đi được có 2000 cây số thì nói chung là nó vẫn như một chiếc xe mới đấy các bạn. Nhưng mà vẫn còn cả hai kiếng luôn nha. Đó, cái này là cái bát bắt biển số này. Các bạn có thể là gắn một cái bát titan hay là các bạn có thể là bắt biển số trước nha, nhưng mà đa số là sẽ không ai bắt trước. Họ mẫu xe này thì đã được gắn cái che két nước này các bạn. Đó, gắn sẵn nhá. Mẫu xe này chạy thì nó sẽ rất là đầm đấy các bạn. Nó rất là đầm về cái đầu trước của xe ghi đông bắt trực tiếp vào cái phần ghi đông xe này các bạn. Cái phần phuộc này. Đó các bạn có thể thấy là cái phuộc bắt trực tiếp vào cái ghi đông xe. Nên là lái cảm giác nó rất là nặng về cái đầu máy nó hướng về phía trước này các bạn. Nên là khi mà chạy tốc độ cao nó cũng cảm thấy nó đầm. Đó, hai bên tay cầm thì mình thấy cầm rất là chắc chắn các bạn. Đồng hồ thì đây mình sẽ bật cho các bạn xem về cái mặt đồng hồ lại cho các bạn xem nhé. Đó, xe mới chạy có 2.000 cây thôi, 2012 cây thôi, đó, như xe mới luôn. Đó, xe nhập khẩu thì nó sẽ không có nút bật tắt đèn nha các bạn, nó chỉ có nút bật cốt pha thôi. Đó, nút mẫu xe Rider thì nó sẽ có nút là thêm là bật tắt đèn nha các bạn. Rồi mình sẽ nổ máy cho các bạn là nghe lại một chút nữa nha. Đó, tiếng máy rất là êm nha các bạn, tiếng máy nổ rất là êm. Thao thì chiếc xe mới cho các bạn. Đó, cho các bạn nghe lại tiếng máy nhé. Tôi là nghe qua điện thoại thì không thể nào mà cảm nhận hết được nha các bạn. Khi các bạn mà xem trực tiếp thì nó sẽ rõ hơn. Đó, tiếng máy rất là êm. Đây một chiếc Sachin màu đỏ rất là đẹp nha. Các bạn có thể thích thì các bạn comment ở bên dưới nhá. Cái địa chỉ cửa hàng của mình quay là ở khu vực tỉnh Gia Lai nha các bạn, ở thị xã Ajunpa tỉnh Gia Lai. Các bạn nào muốn mua thì có thể là comment ở bên dưới cái video nha, mình có thể là mình sẽ dẫn các bạn đi mua luôn. Chiếc xe này hiện tại ở bên cửa hàng nói rồi đó, là giá là 48 triệu là bao sang tên, có như là bao giấy tờ đầy đủ giấy tờ nha các bạn. Có chống trộm sẵn rồi, các bạn mua về sẽ không phải gắn chống trộm hay gì nữa nha. Đó, với giá các bạn mua xe cũ thì sẽ rẻ hơn được mười mấy triệu. Ngoài ra bên cửa hàng có rất là nhiều các mẫu xe nữa, các bạn thích nha mình quay về các mẫu xe nào thì có thể là comment để mình quay cho các bạn xem về mẫu xe đó nhá. Có cả Exciter 135 nha các bạn, có giá chỉ tầm mười mấy triệu thôi. Đây ở đây có một chiếc xe Sachin màu vàng nữa. Và cái video sau thì mình sẽ quay cho các bạn xem về chiếc xe Sachin màu vàng đen này nha các bạn. Đó, chiếc này thì cũng như mới nha các bạn. Nói chung là bên cửa hàng bán xe đều là zin hết nha các bạn. Xe zin hết luôn chứ không phải là xe độ chế gì hết các bạn. Máy móc thì bao zin luôn.
mẫu xe Sachia nhập khẩu thì mình thấy các bạn yêu thích nhiều hơn các bạn, bởi vì nó là dòng xe nhập với giá hiện tại thì cũng rất là cao các bạn. Giá hiện tại của phiên bản nhập khẩu này có giá trên 60 triệu. Đây, bên cửa hàng có rất là nhiều các mẫu xe nhá, các bạn yêu thích dòng xe nào các bạn có thể comment để mình quay các mẫu xe này cho tất cả các bạn xem nhá. Rồi, còn chiếc xe này thì các bạn nào thích thì cứ comment nhá.